kính chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình trên kênh YouTube của báo điện tử VTC News. Chúng tôi sẽ gửi tới quý vị những thông tin mới nhất, thú vị nhất trong bản tin ngay sau đây. Kết hôn 16 năm, ông bố xét nghiệm ADN phát hiện bốn con không phải của mình. Người đàn ông Trung Quốc đưa bốn con gái đi xét nghiệm ADN và phát hiện sự thật gây sốc. Câu nói của vợ sau đó khiến anh vô cùng phẫn nộ. Cuối tháng 12 năm 2023, một tòa án ở tỉnh Giang Tây, Trung Quốc xét xử vụ kiện ly hôn giữa anh Chen Ji Xian và người vợ họ Zhu sau 16 năm sinh sống. Chen và luật sư đưa ra bằng chứng cho thấy Zhu đã sinh một bé gái vào tháng 11 năm 2023 tại một bệnh viện ở địa phương khác. Theo tài liệu của bệnh viện, người đàn ông có mặt trong ca sinh nở tên Gu, người mà Chen nghi ngờ có quan hệ tình cảm với vợ mình. Ba người con gái còn lại lần lượt sinh vào các năm 2008, 2010 và 2018 cũng không phải con ruột của Chen. Tháng 2 năm 2022, Chen theo dõi và bắt quả tang vợ ngoại tình với một người đàn ông trong khách sạn. Anh bắt đầu nghi ngờ con gái út không cùng huyết thống vì cô bé trông chẳng giống anh chút nào. Anh đưa bé đi xét nghiệm ADN để chứng minh những nghi ngờ của mình là đúng. Người chồng bất hạnh tiếp tục mang ba con lớn đi xét nghiệm và nhận kết quả tất cả đều không cùng huyết thống. Tức giận, Chen đến nhà bố mẹ vợ để tố cáo. Trong lúc tranh cãi, bà lão đã ngất xỉu. Nghe vậy, Yu đến nhà bố mẹ chồng rồi đốt pháo thách thức. Sự kiện khiến bố chồng, người mắc bệnh tim phải nhập viện. Không người đàn ông nào muốn tiết lộ bí mật nhục nhã này cho công chúng. Tôi cảm thấy vô cùng đau đớn khi nhận ra những đứa trẻ không phải là con mình. Chen nói, người đàn ông hiện tìm kiếm vợ. Mong cô có thể nói sự thật về cha bọn trẻ và tại sao lại che giấu mình suốt nhiều năm qua. Nhưng Yu luôn trốn tránh và không muốn nói chuyện với anh. Tôi vẫn nhớ bốn đứa trẻ, nhưng chúng đã lạnh nhạt với tôi. Tôi không biết ai đã dạy chúng hành động như vậy. Điều đó khiến tôi đau đớn như sắt muối vào vết thương. Cha nói. Trong vụ kiện, cha nói rằng Yu nên nhận quyền giám hộ cả bốn con gái, đồng thời bồi thường cho anh chi phí nuôi dạy chúng cũng như đền bù tổn thất tinh thần. Trong một cuộc phỏng vấn trước đó với Daji Sang News. Yu đã tố cáo Chen vì nghi ngờ huyết thống mà đưa bốn con gái đi xét nghiệm ADN là hành động không thể tha thứ. Tôi không nghĩ mình đã phản bội anh ấy. Một quan hệ huyết thống có quan trọng đến thế không? những gia đình vô sinh tin rằng việc nhận nuôi những đứa trẻ không có bất kỳ mối liên hệ di truyền nào là điều tốt, cô nói thêm. Trong một bài đăng trên đầu Jin vào tháng 12 năm 2023, Chen hy vọng vụ kiện sớm kết thúc và những kẻ vô đạo đức có liên quan sẽ bị trừng phạt thích đáng. Ngẹn đắng với tờ kết quả ADN chồng đem về sau 8 năm đi làm xa. Dù tình cảm vợ chồng trục trặc, tôi vẫn luôn mong hàn gắn với chồng và tự trách bản thân mình. Sau khi xem tờ xét nghiệm ADN, tôi không còn muốn níu kéo. Cách đây một năm, Tôi đến tòa án để kết thúc cuộc hôn nhân kéo dài suốt hơn 10 năm. Chúng tôi vốn là bạn học chung cấp 3, yêu nhau từ ngày còn ngồi trên ghế đá nhà trường, là người cùng làng, học cùng, cùng trường, yêu nhau rồi lấy nhau. Tôi luôn nghĩ chúng tôi sẽ bên nhau mãi mãi, dù có chuyện gì xảy ra, không ở cùng nhau vì tình thì cũng vì nghĩa. Nhưng mọi chuyện lại không như tôi nghĩ. Tôi và chồng kết hôn khi ngoài 20 tuổi. Vợ chồng chúng tôi rất yêu thương nhau nhưng khổ nỗi kinh tế quá khó khăn. Chồng làm thêm đủ nghề nhưng không ăn thua sau nhiều suy tính chồng tôi quyết định nam tiến để kiếm tiền nuôi vợ con bốn năm đầu chồng tôi làm trong một công ty về đồ gỗ nội thất chuyên xuất khẩu đi nước ngoài thu nhập khá tốt anh gửi tiền về cho tôi nuôi các con ăn học phụng dưỡng cha mẹ già kết thúc bốn năm chúng tôi xây được một ngôi nhà nhỏ anh đi làm xa nhà quá lâu tôi bàn tính với chồng hay xin việc về gần nhà để gần gũi với gia đình nhưng chồng tôi không đồng tình anh bảo làm việc ở quê thu nhập được khoảng 4-5 triệu. Chỉ đủ sống, không có tiền tích trữ. Anh muốn tiếp tục đi làm ăn xa, chắc chiều thêm 4-5 năm nữa để có tiền về nhà mở cửa hàng, kinh doanh, buôn bán. Tôi thấy phương án chồng đưa ra cũng hợp lý. Xây nhà xong rồi thì tiếp tục kiếm tiền về mở cửa hàng kinh doanh, coi như là tự tạo cho mình công ăn việc làm ổn định khi về quê. Chồng đi làm ăn xa, kinh tế gia đình tôi cải thiện đáng kể như có một sự thực không thể tránh khỏi đó là vợ chồng xa nhau gần chục năm trời thì tình cảm nguội lạnh một vài năm đầu chúng tôi còn hay gọi điện trò chuyện về việc nhà về công việc của chồng nhưng rồi lâu dần nói mãi thì cũng chán vẫn là những chia sẻ hôm nay vợ chồng làm gì ăn gì đi đâu tôi làm trong ngành giáo dục thi thoảng đến mùa thi cử các đợt thanh tra kiểm tra thì thường về muộn chồng đôi khi vì thế mà nghi ngờ tôi tranh thủ anh không ở nhà lại đi chơi còn anh thì đi làm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Tôi chẳng làm chuyện gì xấu hổ nên giúp được mình vì chồng ghen tuông vô cớ. Chồng tôi thường kiếm cớ, nghi ngờ, chất vấn. Những mâu thuẫn xuất hiện ngày càng nhiều khiến chúng tôi không thể trao đổi, nói chuyện với nhau qua điện thoại. Năm ngoái, công ty ảnh hưởng do dịch Covid-19 cắt giảm nhân sự. Chồng tôi mới quyết định về quê. Chúng tôi cùng nhau sống trong căn nhà khang trang nhưng lại thiếu vắng tiếng cười. Khoảng cách tình cảm giữa chúng tôi quá lớn cả hai thường xuyên cãi vã tôi nhiều lần đã nín nhịn nhưng chẳng thể chịu nổi tính cách thất thường của anh ta rồi một ngày chồng quyết định ly hôn tôi choáng váng không nghĩ anh ta lại đưa ra quyết định ấy chúng tôi còn hai đứa con tôi không thể để chúng lớn lên mà không có cha còn gia đình bạn bè nữa tôi không muốn đối diện với ánh mắt thương hại của mọi người ngoài ra với những cay đắng ngọt bùi hai vợ chồng đã trải qua cùng nhau tôi nghĩ chồng sớm muộn sẽ thay đổi tôi đã bình tâm lại cố gắng hàn gắn mối quan hệ như một bàn tay không làm nên tiếng vỗ. Tôi càng nỗ lực vì gia đình thì chồng lại càng lạnh nhạt. Một ngày, anh đem về cho tôi tờ kết quả ADN, trong đó chứng minh anh và một đứa trẻ có cùng huyết thống cha con. Lúc đó anh xin lỗi tôi và thú nhận đã có quan hệ với một người phụ nữ khác khi đi làm ăn xa. Giờ anh muốn ly hôn để đến với người phụ nữ đó. Tôi chết lặng. Anh lo đứa bé ấy không có cha, còn hai con anh thì sao? Khi tôi đưa ra câu hỏi ấy, chồng cúi mặt đáp rằng dù sao thì các con cũng đã lớn còn đứa bé kia thì quá nhỏ hóa ra anh nghĩ tôi mạnh mẽ hai con tôi đã lớn lên anh sẽ đến để che chở cho hai mẹ con người phụ nữ kia trước đó tôi còn có ý định hàn gắn với chồng và tự trách bản thân mình nhưng khi xem tờ xét nghiệm adn tôi không còn muốn níu kéo chúng tôi nhanh chóng giải quyết thủ tục ly hôn từ câu chuyện của mình tôi thiết nghĩ đi làm ăn xa ở các thành phố lớn là cơ hội đổi đời cho nhiều gia đình Song không phải người vợ người chồng nào cũng giữ được bản lĩnh như gia đình tôi, chúng tôi có tiền nhưng lại đánh mất hạnh phúc. Cuộc sống chung một ngôi nhà của gia đình gần 200 người. Bữa ăn gia đình của nhà Giona ở Mizoram trông như khung cảnh tại một nhà hàng với một loạt bàn gỗ và ghế nhựa được kê trong căn phòng lớn. Nhà Giona được cho là gia đình lớn nhất thế giới với 199 thành viên tất cả đều sống trong tòa nhà 5 tầng ở bang Mizoram, đông bắc Ấn Độ. Họ quây quần hai lần mỗi ngày, vào 9 giờ và 17 giờ 30 để dùng bữa cùng đại gia đình. Gia đình này được thành lập bởi người đã thê Ziona. Ảnh của ông được treo khắp tòa nhà 100 phòng. Ông được các thành viên trong gia đình miêu tả là người được chọn hay người của Chúa. Họ gọi ông một cách tôn kính là Pu Ziona. Khi Ziona qua đời hồi tháng 6 năm 2021 ở tuổi 76, ông để lại tang quyến gồm 38 người vợ, 89 người con và 36 người cháu. Ngoài đứng đầu đại gia đình, Ziona còn lãnh đạo Chuan Than Koran, giáo phái cơ đốc giáo lâu đời ở bang Ziroram. Giáo phái này ủng hộ chế độ đa thê và có khoảng 2.600 thành viên, hầu hết là dân địa phương. Ông tiếp quản giáo phái từ cha và anh trai, hai người lần lượt có 7 và 5 người vợ. Giáo hội trưởng lão, một trong những giáo hội lớn nhất ở Đông Bắc Ấn Độ, đã chỉ trích giáo phái này khẳng định họ chuyên bá tư tưởng sai lệch và rất ít người ở Mizoram theo chủ nghĩa đa thê. Kế thừa vị trí lãnh đạo gia đình Ziona là Lunpa Niana, con cả của Ziona. Nhưng ông không có sức ảnh hưởng lớn trong cộng đồng như cha. Ngồi trên chiếc ghế giống như ngai vàng, tay vịn khắc hình sư tử, người đàn ông 60 tuổi nhắc về cái bóng quá lớn của cha mình. Tôi sẽ không bao giờ sánh kịp di sản của ông ấy. Chúng tôi vẫn nhớ ông ấy và cảm thấy không trọn vẹn khi vắng bóng ông. Nunba Niana nói. Bản thân Nunba Niana cũng là người đa thê. Ông chung sống với hai người vợ và có 13 người con. Trách nhiệm giám sát việc nhà thuộc về bà Jati Angi, 83 tuổi, vợ cả của ông Ziona và những người phụ nữ lớn tuổi khác. Nunba Niana đảm nhiệm điều hành nông trại và các buổi cầu nguyện hàng tuần của gia đình. Cha dạy tôi giá trị của việc yêu thương và chăm sóc từng thành viên. Chính tình yêu, tình cảm đã giúp chúng tôi gắn kết, ông nói. Gia đình có 5 trại nuôi lợn với khoảng 100 con, 4 sưởng mộc, một sưởng nhôm. Việc nội trợ rất vất vả khi phải lo liệu bữa ăn cho gần 200 người hai lần mỗi ngày. Các thành viên phải nấu 80 kg gạo mỗi ngày. Nấu ăn số lượng lớn như vậy cần thời gian để làm quen. Than sang Jenny, 29 tuổi, cháu dâu của Fiona, nói trong khi đang nhặt rau cải thu hoạch từ nông trại gia đình trong một chiếc bồn lớn. Nhưng khối lượng công việc hay mọi thứ đều được chia sẻ. Đó là điều tuyệt vời. Chúng tôi là một gia đình lớn, luôn tương trợ lẫn nhau mỗi khi đau ốm. Lanun mươi 43 tuổi, con dâu của Fiona, nói trong lúc đang ngồi sang gạo giữa các bao gạo và đậu lăng. Đại gia đình đã liên tục tăng thành viên trong nhiều thập kỷ qua vì chế độ đa thê, nhưng họ đã sẵn sàng cho sự thay đổi. Hiện Nun Liana là đàn ông duy nhất có nhiều vợ. Hai vợ của ông là một cặp chị em và ông không có ý định lấy vợ ba. Theo nhà sử học Vanlepeka, chuyên gia Ấn Độ, nghiên cứu về gia đình Ziona các tín đồ coi Jiona là sứ giả của Chúa nên nhiều phụ nữ ở Mizoram muốn và được cha mẹ khuyến khích cưới ông. Ông Jioram chưa bao giờ từ chối những người phụ nữ này. Các cuộc hôn nhân giúp phụ nữ nghèo trong cộng đồng có cuộc sống ổn định và giúp ông củng cố quyền lực. Ông ấy chấp nhận và yêu thương họ. Chuyên gia pk nói: đàn ông trong gia đình Jiona hiện có quan điểm khác về hôn nhân. Những người phụ nữ trong gia đình cũng tin rằng chồng không muốn duy trì truyền thống đa thê. Họ rất hạnh phúc khi có một người vợ. Ricard, 23 tuổi, con của ông Ziona nói. Trong khi hầu hết thành viên vẫn chung sống dưới một mái nhà và theo đuổi truyền thống trồng trọt, làm mộc, gia đình cũng có những gia đình cũng có những kỳ vọng mới khi đón những thành viên mới. Hriati, sinh con trai hồi tháng 6, cho biết đứa trẻ hay những đứa trẻ khác của cô sẽ tự quyết định những điều muốn làm khi trưởng thành. Trong đó có cả việc liệu chúng có muốn ở lại tôi Park Thang hay không. Tôi chỉ mong con cái có tương lai tốt đẹp, được học hành đàng hoàng, nếu chúng muốn đến các thành phố lớn hay ra nước ngoài, đó là lựa chọn của chúng. Hariati nói, gia đình cũng đang xây một ngôi nhà mới trong làng, phân bổ bớt lượng thành viên trong tòa nhà chính. Phân bổ bớt lượng thành viên trong tòa nhà chính. Cách đó một quãng ngắn là đài tưởng niệm và mộ ông Ziona. Ở đỉnh đài, các thành viên gia đình dựng tượng một con sư tử ngồi trên một con đại bàng dương cánh hướng về phía một sân bóng, giống như cách ông Ziona từng quan sát những đứa trẻ trong gia đình chơi bóng đá ở đó. Tôi không thể tiên đoán được tương lai, Tôi hiểu truyền thống đa thê có thể sẽ chết theo sự ra đi của cha và gia đình có thể sẽ không còn chung sống dưới một mái nhà, nhưng tôi vẫn hy vọng con cháu luôn gắn bó lâu dài và luôn được hạnh phúc. Nàn bà nói, áp lực phải đẻ nhiều con trai của phụ nữ Ấn Độ. Lấy chồng từ năm 14 tuổi, đã sinh tới con thứ bảy vì chồng tuyên bố chỉ ngừng đẻ khi có hai con trai. Câu chuyện của jaymala Devi rất phổ biến ở Pihar, bang nghèo nhất của Ấn Độ, quốc gia được ước tính đã vượt Trung Quốc để trở thành nước đông dân nhất thế giới. Piha cũng là bang có dân số tăng nhanh nhất với 127 triệu dân, cân bằng cả số dân của Mexico. Tỷ lệ sinh tổng thể của Ấn Độ đang giảm khi nền kinh tế ngày càng phát triển, nhưng tình trạng nghèo đói và quan điểm trọng nam khinh nữ thâm căn cố để khiến Piha trở thành địa phương thúc đẩy dân số quốc gia không ngừng tăng. Có bảy con và phải tự xoay sở khiến tôi nhiều lúc phát điên. Devi, 30 tuổi, chưa từng rời khỏi làng ở huyện Dabahanga nói, tôi nghĩ cuộc sống sẽ dễ chịu hơn nếu chỉ có một hoặc hai con. Nhưng sau khi sinh liên tục năm cô con gái, tôi đã phải đẻ thêm hai con trai nữa. Devi cùng các con sống trong một túp lều siêu vẹo, không có đồ đạc nào đáng giá trừ một chiếc TV nhỏ, một chiếc quạt cũ, tương dán ảnh vài vị thần Hindu, Sabhas, chồng của Devi, rời nhà đi tìm việc hầu hết thời gian trong năm. Anh đi làm công ở New Delhi, gửi về nhà số tiền ít ỏi mình kiếm được gửi về nhà số tiền ít ỏi mình kiếm được. Nhiều người làm cha ở Piha rời quê đi nơi khác tìm việc, nhưng luôn coi việc vắng nhà dài ngày kiếm tiền nuôi con là sự hy sinh xứng đáng để đổi lấy cơ hội thịnh vượng trong tương lai. Sinh thêm con vẫn được, sinh thêm con vẫn được coi là cách để có thêm người kiếm tiền về cho gia đình. Parima Chandra, người đứng đầu tổ chức phi lợi nhuận tổ chức dân số Ấn Độ, PFI, nói Việc nhiều người đàn ông muốn có thêm con trai phản ánh kỳ vọng đã ăn sâu từ lâu trong tư tưởng người dân Ấn Độ rằng con trai sẽ hỗ trợ bố mẹ ngay cả khi đã lấy vợ sinh con. Sinh con trai đồng nghĩa với việc mang lại sự tôn trọng và tự hào cho gia đình và người mẹ, Chandra nói. Ngược lại, con gái thường bị coi là gánh nặng do truyền thống nhà gái phải chuẩn bị của hồi môn thường rất tốn kém. Cha mẹ các gia đình nghèo thường tìm cách giảm nhẹ trách nhiệm với con gái bằng cách gả con sớm, giống trường hợp của Devi, người lấy chồng từ năm 14 tuổi. Điều này thể hiện rõ ràng ở Piha, nơi các bé gái bỏ học sớm và chỉ 55% phụ nữ trong bang biết đọc, biết viết. Đây là tỷ lệ thấp nhất Ấn Độ theo khảo sát sức khỏe gia đình quốc gia. Chandra cho hay, thống kê này cũng phản ánh tỷ lệ sinh đẻ cao của bang, nơi các bà mẹ không được tiếp cận kiến thức về tránh thai hoặc có tiếng nói trong gia đình. Tình trạng của Piha từng phổ biến khắp Ấn Độ, quốc gia trước đây, thường bị liên tưởng với đói nghèo, nhưng đã tăng trưởng kinh tế phi thường trong những thập kỷ gần đây. Một người Ấn Độ trung bình chỉ sinh 2 con, giảm so với mức cao nhất 6 con năm 1960 nhờ công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ được cải thiện và tiêu chuẩn sống gia tăng. Nhưng Bihar từ lâu đã là bang kinh tế chậm phát triển và tỷ lệ sinh đẻ cao hơn so với mức trung bình cả nước. Mỗi phụ nữ bang Bihar trung bình sinh 3 con. Đây cũng là bang có tỷ lệ suy dinh dưỡng, tử vong ở trẻ em, giáo dục và tiếp cận y tế kém nhất Ấn Độ. Rab Kumar Sada, 55 tuổi, có 5 người con. Nhưng 4 trong số đó chết sớm. Ông thường xuyên dặn cậu con trai duy nhất còn sống phải cố sinh 4 đứa. Nếu chẳng may 1, 2 đứa có chuyện, chỉ ít còn có đứa ở lại, ông nói. Người có 7 hay 8 con ở đây rất bình thường. Indira Kunmari là nhân viên y tế phụ trách chăm sóc 400 phụ nữ ở vùng nông thôn Piha mỗi tháng. Cô cho hay nhiều phụ nữ không có quyền quyết định đẻ bao nhiêu con. Ngay cả khi phụ nữ muốn kế hoạch hóa gia đình, nhà chồng hoặc chồng của họ đều không ủng hộ, Kumari nói. Chính quyền bang tặng tiền cho gia đình có con cái hoàn thành chương trình học. Phân phát bao cao su miễn phí nhằm khuyến khích phụ nữ lập gia đình muộn hơn, sinh ít con hơn. Những biện pháp này giúp thay đổi thái độ của một số người làm cha mẹ ở Bihar, dù chủ đề này là thách thức lớn vài năm trước. Theo Ritu Singh, cán bộ chương trình PFI, trong số này có Poonan Devi, 26 tuổi, người làm công theo ngày đã chọn thắt ống dẫn trứng, đã chọn thắt ống dẫn trứng sau khi sinh con thứ tư. Người ta hay nói phụ nữ là vô dụng nếu không thể sinh con sau khi lấy chồng. Cô bày tỏ, nhưng sau khi sinh con thứ tư, tôi bảo chồng rằng thế là đủ và nên tập trung vào nuôi nấng dạy dỗ các con, chồng tôi đồng ý. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình của chúng tôi. Nếu quý vị thấy thông tin bổ ích và thú vị, xin hãy đăng ký và nhấn chuông thông báo để cập nhật thông tin trong những chương trình tiếp theo.